Xin chào các bác, đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay mình có một xe đạp đua Beto Mark 7 được trang bị một bộ chuyển động full Shimano 105. Nếu cái mức giá đang bán tại cửa hàng chỉ có là 11.800.000 thì chiếc xe này nó có một cái cấu hình cực kỳ là tốt trong cái tầm giá. Cũng nhôm sơn nguyên bản đồ nhập khẩu những chiếc chính hãng. Nhôm sử dụng của chiếc xe là loại nhôm siêu nhẹ. Nếu thấy trên hình là cái độ cái ngoại hình của nó thì có cái độ mới rất là tốt, hầu như trên khung là không có một vết sức nhỏ là đáng kể, chạy cái nước sơn đen xám rất là thể thao và đẹp mắt. Trang bị bộ đùi trục rỗng, cây đan bi vòng, chạy bộ chuyển động full Shimano 105. Nhá, 700C, mây bi vòng phối lỗ, mây phanh 3 mảnh Techo. Là bộ đồ ở trên xe thì là nguyên bản nguyên zin. Phần ghi đông của chiếc xe thì cũng được trang bị đôi tay lắp của Shimano 105. Dây được chạy âm sườn. Cho vào đo size của chiếc xe và chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên chọn xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size chiếc xe đo từ cân cực đạp đến khóa cọc yên 50 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt 52 cm. Chiếc xe phù hợp với bác từ khoảng 1m64-65 đến khoảng 74-75 thì rất là đẹp, là phù hợp. Thì bộ nhíp 10 tầng cùng với cả 2 tầng đĩa, nó sẽ có 20 cấp độ khác nhau. Rộng của chiếc xe như là các bác thấy trên hình là rất là nhẹ nhàng vượt mà. Và giá bán của chiếc xe như em đã nói ngay từ đầu video là 11.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.